Loạt chi tiết ra cát dự trong phim Việt, Trung Duồi đã ngăn cản Khả Ngân, Thanh Sơn đừng cưới vì sớm muộn cũng sẽ đổ vỡ. Thầy bói phán chỉ có chuẩn, thầy bói phán. Hai tuổi này mà lấy nhau vào khổ lắm nhá. Làm ăn thì không đặng đường làm ăn nhá. Công không thành, danh không toại. Hai tuổi lấy nhau vào ấy, không ly hôn thì cũng ly biệt. Một trong hai người ấy là sẽ đoản mệnh. Thực tế. Anh xin lỗi. Anh không thể cố được nữa. Diễn biến trong bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình đang thu hút sự chú ý của khán giả khi tập trung vào chuyện tình cảm của cậu út. Quá khứ buồn của Trâm Anh, Khả Ngân bị phanh phui cũng là lúc Danh mất hết niềm tin ở vợ mình. Danh đau buồn, chán nản, Trâm Anh cũng chẳng thể giải thích điều gì vì mọi chuyện đã quá rõ. Dù đã gặp nhau để nói chuyện rõ ràng nhưng chính vì sự giấu giếm quá khứ của Trâm Anh cùng những bằng chứng tự mắt thấy và nghe được đã khiến cho Danh thất vọng và uất hận.